Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tung ra các chỉ trích nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi ông Obama nói rằng cách phản ứng với Covid-19 của chính quyền ông Trump là thảm họa. Cụ thể, ông Trump viết trên Twitter ngày 18 tháng 5 rằng chính quyền ông Obama hóa ra là một trong những chính quyền tham nhũng và bất tài nhất lịch sử Mỹ. Hãy nhớ rằng ông ấy và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden buồn ngủ chính là những lý do để tôi có mặt tại Nhà Trắng. Tổng thống Trump cũng dùng từ bất tài để nhắm vào ông Obama khi được hỏi về các bình luận của vị cựu Tổng thống Mỹ về cách đối phó với đại dịch Covid-19. Hiện nay, 120 quốc gia đã ủng hộ đề xuất của Úc và Liên minh châu Âu trong việc cần tổ chức điều tra độc lập về dịch bệnh Covid-19 trước thềm hội nghị của Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA khai mạc hôm nay tại Geneva, Thụy Sĩ. Dự kiến trong cuộc họp của WHA, đề xuất điều tra của Úc và EU sẽ chính thức được đưa ra xem xét. Úc là quốc gia đầu tiên kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập, tìm hiểu đại dịch Covid-19 đã bùng phát như thế nào. Động thái này của Úc đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh. Trung Quốc cáo buộc Úc lợi dụng việc này để tung đòn tấn công chính trị với họ. Tại Canada, một máy bay huấn luyện cường kích phản lực CT-114 Tutor của Không quân Hoàng gia Canada vừa đâm xuống khu dân cư ở Kamloops, tỉnh bang British Columbia trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay biểu diễn nhằm cổ vũ tinh thần cho người dân Canada trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, khiến một phi công thiệt mạng và người còn lại bị thương. Trước đó, hai chiếc CT-114 Tutor cất cánh từ phi trường Kamloops và duy trì cao độ thấp. Sau khi nâng độ cao thực hiện và một cú nhào lộn trên không, một chiếc bị mất kiểm soát và nhanh chóng đâm xuống đất trong tình trạng bốc khói, kèm theo một tiếng nổ lớn. Các nhân chứng cho hay, hai phi công đã xoay sở thoát khỏi máy bay, nhưng chỉ thấy một dù bung kịp lúc. Tại Bỉ, hàng trăm nhân viên y tế của Bệnh viện St. Peter ở thủ đô Brussels xếp hàng quay lưng với Thủ tướng Wilmes khi bà tới thăm cơ sở này vào ngày 16 tháng 5. Cụ thể, hàng trăm bác sĩ y tá, nhân viên hành chính, vệ sinh và hậu cần đứng xếp hàng ở lối vào, quay lưng về phía đoàn xe chở Thủ tướng. Màn chào đón không thân thiện này nhằm phản đối cách chính phủ xử lý dịch bệnh và một đạo luật được thông qua gần đây liên quan đến việc làm trong lĩnh vực y tế. Tại Hồng Kông, hôm nay các cuộc ẩu đả đã diễn ra tại Ủy ban Nội vụ thuộc Hội đồng Lập pháp Hồng Kông khi các chính trị gia ủng hộ dân chủ nỗ lực cản trở việc thông qua một dự luật gây tranh cãi, theo đó cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Các nghị sĩ ủng hộ dân chủ đã có cuộc đụng độ với nhân viên an ninh và bị kéo ra khỏi phòng họp. Trong khi đó, ẩu đả cũng xảy ra giữa các nghị sĩ thân Bắc Kinh và nghị sĩ ủng hộ dân chủ. Ít nhất 15 nghị sĩ đã bị đưa ra khỏi phòng. Theo đài CNN, dự luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc, tương tự dự luật dẫn độ dẫn đến các cuộc biểu tình vào giữa năm ngoái, đã gây ra nhiều lo ngại cho một số người Hồng Kông về sự can thiệp ngày càng tăng của Bắc Kinh vào đặc khu hành chính này. Còn tại Hàn Quốc, câu lạc bộ FC Seoul vừa phải xin lỗi vì sử dụng loại mannequin giống búp bê tình dục đặt trên khán đài để sân vận động bớt trống trải hơn. FC Seoul đã cố gắng mang lại cảm giác có người hâm mộ tới cổ vũ hôm ngày 17 tháng 5 trong trận đấu với Gwangju FC tại giải ngoại hạng Hàn Quốc, nhưng phản tác dụng khi người dùng mạng nhận thấy phần ngực của hình nộm trên khán đài giống búp bê tình dục hơn là mannequin. Một số người phát hiện băng rôn mà hình nộm cầm trên tay viết tên của một người dẫn chương trình trực tiếp nổi tiếng trên kênh người lớn. Câu lạc bộ cho biết người hâm mộ đã hiểu nhầm, khẳng định đã đối chiếu cùng nhà cung cấp và được đảm bảo rằng búp bê không sử dụng cho mục đích tình dục.